Đây mình quay một quanh một chút rất là nhanh cái khu mộ này. Ai cũng cuối cùng là cũng phải đến những cái nơi này. Thế cho nên là khi đến đây thì chúng ta cũng rất là kính cẩn, linh thiêng, tưởng niệm tới họ. Mình đến đây mình cũng xin là cầu chúc cho tất cả những linh hồn ở đây được coi như là ở trên thiên đàng được vui vẻ, bình yên, hạnh phúc. Mọi người này có cái lối mòn đi đây qua đây, mọi người hay đi qua đây. Họ có vẻ không sợ khi đi qua cái khu nghĩa địa đúng không? Thử đi qua rất là nhanh xem là cái này nó đến đây là nó đến đâu.